Top 5 cách làm người yêu hết dỗi hiệu quả. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Tình yêu đem đến muôn vàn cảm xúc cho mỗi người chúng ta và trong đó sự giận hờn là một gia vị không thể thiếu. Tuy nhiên, bạn cần phải biết cách dỗ dành người yêu khéo léo mỗi khi họ hờn giận để tránh sự việc đi xa hơn dẫn đến chia tay khiến cả hai đau khổ hay hối tiếc. Vậy cách làm người yêu hết dỗi nhanh, hiệu quả là gì? 1. Chủ động xin lỗi. Một trong những cách làm người yêu hết dỗi đó chính là chủ động xin lỗi. Trong tình yêu không có đúng sai, do đó bạn không nên cố chấp mà hãy tôn trọng đối phương bằng cách tỏ ý làm hòa trước. Một khi bạn trai gái hết dỗi đồng thời lấy lại bình tĩnh thì lúc này hai bạn cùng có thể ngồi lại chia sẻ quan điểm để tìm ra hướng giải quyết chung. Đặc biệt, con trai rất ít khi dỗi hờn và thường rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của bạn gái. Vì thế, đây là cách làm bạn trai hết giận vô cùng hiệu quả mà các chị em bạn gái nên áp dụng nhé. 2. Chủ động mời đi ăn hay đi chơi. Nếu bạn không biết phải làm gì khi người yêu dỗi thì hãy chủ động mời bạn gái trai đi chơi hoặc đi ăn. Dù biết là người đó đang giận hờn bạn nhưng họ sẽ không phớt lờ bạn đến nỗi bỏ qua việc cùng chia sẻ niềm vui hay thưởng thức một món ăn ngon. Do đó, khi lỡ làm nửa kia dỗi thì bạn có thể chuộc lỗi bằng cách mời họ đi ăn món hai người thích hoặc đến những địa điểm quen thuộc. Hoặc bạn cũng có thể tự nấu một bữa ăn thịnh soạn để tỏ lòng thành ý. Nó sẽ thay bạn gửi đi lời xin lỗi với ý nghĩa chân thành nhất. Đảm bảo thực hiện theo cách này, người yêu sẽ nhanh chóng tha lỗi và làm hòa với bạn ngay. 3. Tặng quà cho người yêu. Tặng quà là cách làm người yêu hết dỗi tuyệt vời và hữu hiệu. Món quà sẽ thay cho lời xin lỗi đồng thời thể hiện sự yêu mến, tôn trọng của bạn dành cho đối phương. Chắc chắn món quà sẽ giúp hai bạn trở nên yêu thương gắn kết hơn sau những giờ phút giận hờn. Đặc biệt, đây là cách làm người yêu hết giận khi yêu xa vô cùng lợi hại và khi bạn không thể ở bên thì một món quà gửi đi sẽ khiến nửa kia cảm thấy ấm lòng. Họ sẽ cảm nhận được sự chân thành nơi bạn, qua đó quên đi lỗi lầm, tha thứ và tình cảm sẽ ngày càng sâu đậm hơn. 4. Nhắn tin làm lành với người yêu. Trong vô vàn các cách dỗ người yêu thì cách làm người yêu hết giận bằng tin nhắn khá đơn giản nhưng rất hiệu quả. Khi nửa kia giận hờn bạn vì một điều gì đó, tức là họ có lý do, cho nên bạn cần chủ động nhắn tin hỏi thăm, tìm hiểu nguyên cớ để có cách xử lý ổn thỏa. Nhất là đối với các bạn yêu xa không thể ở bên nhau thì nhắn tin chính là cách biểu đạt tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng nên biết cách nhắn tin giận dỗi ngược người yêu theo kiểu đáng yêu, dễ thương để có thể làm vui lòng nửa kia. Đây là cách nhắn tin hài hước, dí dỏm và sẽ mang lại tiếng cười cho bạn gái trai. Nó khá là hiệu quả và sẽ khiến đối phương bỏ qua lỗi lầm của bạn, do đó hãy thử cách nhắn tin vui nhộn này khi lỡ làm người yêu giận hờn. 5. Cách làm người yêu hết dỗi bằng lời hay ý đẹp. Dỗ người yêu sẽ vô cùng đơn giản nếu bạn biết sử dụng lời hay ý đẹp. Tốt nhất bạn nên bỏ túi cho mình những câu nói làm người yêu hết giận đem lại hiệu quả cao như gợi ý dưới đây. Đừng giận anh nữa nhé. Vì nếu em càng giận anh lâu, anh lại càng thấy nhớ em và yêu em nhiều hơn. Mong em hãy tha lỗi cho anh. Đừng giận anh nha bé yêu. Vì mỗi khi giận nhau là anh biết mình đã đánh mất đi ánh sáng quan trọng của cuộc đời. Hãy tha thứ cho anh. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Đó là điều không bao giờ anh muốn xảy ra. Đừng trách anh nữa, để anh có thể ở bên cạnh em, cùng em bước tiếp quãng đường phía trước. Ngoài những câu nói ngọt ngào dùng để dỗ người yêu ở trên, các bạn nam nữ còn có thể dùng những câu thơ làm người yêu hết giận dưới đây. Cụ thể đó là: Bài số 1. Thư này viết gửi gió mây, đừng mang oan trái khiến mình giận nhau, giận dỗi xin hãy qua mau, tớ nhìn ấy khóc mà đau đớn lòng, nữa là tớ mãi ước mong, nhé thư, mình mãi một lòng bên nhau. Bài số 2. Anh thương em đừng dỗi. Em giận, em ghét, tối anh ngủ sao đây, hãy bỏ qua cho anh dẫu lúc này, anh không gặp em nói lời xin lỗi. Bạn có thể dành tặng cho nửa kia bài thơ để làm lành. Bài số 3. Anh có lỗi nghĩa là anh mắc tội, nghĩa là anh tự hối hận riêng anh, nhưng trong hư là cái tấm chân thành, tự đáy lòng yêu anh viết thành câu xin lỗi. Như vậy, qua bài viết hôm nay chắc hẳn các bạn đã biết cách làm người yêu hết dỗi rồi phải không nào?
Nửa kia luôn là người quan trọng với chúng ta, do đó dù họ có gây ra lỗi lầm gì thì bạn cũng nên rộng lượng bỏ qua để cả hai có thể vui vẻ, hạnh phúc lâu dài bên nhau. 6. Nhờ thầy phá vi giúp. Khi bạn đã dùng tất cả các biện pháp trên mà không thể khiến người yêu được, thì tốt nhất liên hệ trực tiếp thầy bùa nổi tiếng phá vi để nhờ giúp. Bùa yêu của thầy phá vi đã giúp được nhiều cặp đôi về lại yêu thương và kết hôn. Vì đã được kiểm nghiệm trong thực tế nhiều năm nay nên bạn hoàn toàn yên tâm dùng nhá. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy phá vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy phá vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Để liên hệ với thầy phá vi, anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một, liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy phá vi. Hai, liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điền số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy phá vi. Ba, nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc WhatsApp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy phá vi. 4. Liên hệ qua mail cuasotinyi255@gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.